Chào mừng anh em đã trở lại với bản tin hôm nay của Man City Homie. Chúng tôi sẽ đem tới cho anh em những chuyển động nóng nhất và nhanh nhất của câu lạc bộ thân yêu. Hãy đón xem bản tin trên kênh YouTube Man City Homie vào 10 giờ sáng mỗi ngày anh em nhé. Đầu tiên, hãy bắt đầu với những tin tức xoay quanh The Citizen và các cầu thủ của chúng ta. Gillis và bạn gái có tin vui. Gillis và bạn gái của mình, Sarah Argus, mới đây đã chia sẻ tin vui rằng họ đang mong đợi đứa con đầu lòng. Trên Instagram cá nhân, ngôi sao Man City đăng bức ảnh tình cảm khi anh đặt tay lên bụng bạn gái và chú thích: phước lành lớn nhất trong cuộc sống. Cô bạn gái Asgore của Gillis thì chia sẻ: một nửa của anh, một nửa của em, điều may mắn nhất. Cặp đôi Gillis và Argus lần đầu tiên hẹn hò khi còn là những thiếu niên tại trường Solihull. Argus vẫn luôn gắn bó với Gillis trong suốt sự nghiệp từ Aston Villa tới Man City hiện nay. Đúng là một chuyện cổ tích phải không anh em? Đi xem tennis, Pep được tay vợt hạng tư thế giới nay nỉ dẫn dắt một câu lạc bộ. Trong khuôn khổ vòng 3 của giải tennis Wimbledon, tay vợt hạng tư thế giới Alexander Zverev đọ sức đối thủ của chủ nhà nước Anh Cameron Norrie. Đáng chú ý ở trận đấu này chào đón một vị khách đặc biệt là huấn luyện viên Pep Guardiola. Thuyền trưởng Man City đã tận dụng thời gian nghỉ hè để đưa vợ và các con gái tới Center Crowd dự khán. Sau khi giành chiến thắng, Zverev liền bày tỏ niềm vinh dự khi được Pep chứng kiến màn trình diễn. Tay vợt người Đức mô tả nhà cầm quân người Tây Ban Nha là huyền thoại bóng đá, đồng thời vui vẻ đề nghị: Bayern Munich cần một huấn luyện viên, thưa ông. Pep trước đây từng 3 năm dẫn dắt Hùm Xám và vô địch đội bóng chủ sân Allianz Arena, giành 3 chức vô địch Bundesliga cũng như liên tiếp vào bán kết của Champions League. Lộ bí kíp bắt penalty khiến Akazi ôm hận trước tuyển Anh. Đội tuyển Thụy Sĩ là những người vươn lên dẫn trước ở tứ kết Euro 2024, nhưng rốt cuộc họ không thể bảo toàn lợi thế. Bukayo Saka săn bằng cách biệt ở phút 80, tạo tiền đề cho chiến thắng của Anh trên chấm penalty. Được giao trọng trách sút cỏ penalty đầu tiên, nhưng ngôi vệ Man City lại bị Jordan Pickford bắt bài khi đoán đúng hướng bóng. Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh cho thấy tam sư đã nghiên cứu kỹ xu hướng sút penalty của mọi thành viên đối thủ. Chỉ dẫn được dán trên chai nước và Pickford đơn giản là thực thi bằng cách đổ người sang bên trái. Ngoài Akanji, Pickford cũng sẽ ngăn chặn theo hướng tương tự nếu đối mặt Granit Xhaka. Cựu tiền vệ Arsenal có lẽ là đã được chọn sút lượt penalty thứ 5 cho Thụy Sĩ. Đáng tiếc là trận đấu kết thúc trước khi Xhaka có cội bước lên chấm 11m. Cú sút penalty bất thành là cái kết buồn cho kỳ Euro mà Akanji đã thi đấu rất hay. Hai đồng đội ở cấp câu lạc bộ, John Stones và Phil Foden, đã chủ động tiến tới an ủi trụ cột của đội tuyển Thụy Sĩ sau khoảnh khắc kém may mắn. Sau đây là phần mà các anh em chờ đợi nhất, tin tức chuyển nhượng của The Citizen. Man City đấu Liverpool vì Anthony Gordon. Anthony Gordon là một trong những điểm sáng trong lối chơi của Newcastle ở mùa giải vừa qua. Anh chưa nổi bật bên cánh trái của chiếc chòe với màn trình diễn ấn tượng của mình. Anh có tên trong danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh tham dự Euro 2024. Một số nguồn tin cho rằng Liverpool và Inter Milan quan tâm tới Anthony Gordon. Những đội bóng lớn chấp nhận chi ra một số tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi. Newcastle có thể buộc phải bán Gordon để chiêu mộ những bản hợp đồng mới. Newcastle đang bị ép buộc phải bán cầu thủ trong mùa hè này do các quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League. Để tuân thủ PSR và tránh bị trừ điểm tiềm năng, họ sẽ phải thực hiện một bản bán lớn ngay trước ngày 30 tháng 6. Và mới đây, theo nguồn tin của Football Insider, Man City đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Gordon. Tuy vậy, việc có được Gordon là điều không dễ dàng. Ngoài mức phí 70 triệu bảng, thì chúng ta còn phải cạnh tranh với nhiều ông lớn khác như Liverpool và cả PSG. Cú lừa De Bruyne xuất hiện. Đầu tuần này, Rudy Galletti đưa tin rằng Kevin De Bruyne đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Al Ittihad. Báo cáo từ Galletti khiến ý tưởng De Bruyne rời Man City vào hè này có vẻ thực tế hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, một số thông tin mới cho thấy con đường tới Saudi Pro League của De Bruyne có thể khó khăn hơn dự kiến. Fabrizio Romano chia sẻ trong chuyên mục Charlie Bradford độc quyền khả năng De Bruyne chuyển tới Al Ittihad đang bị nghi ngờ. Chuyên gia chuyển nhượng Italia đưa tin rằng
vấn đề ngoài sân cỏ tại Saudi Pro League đang rất phức tạp. Romano nói thêm rằng động thái thuê Stefano Pioli làm huấn luyện viên của Al Ittihad có thể đổ vỡ. Ông đồng thời xác nhận chủ tịch câu lạc bộ cũng có thể rời đi vào hè này, nên động thái gia nhập Al Ittihad của De Bruyne hiện tại vẫn chưa có tiềm năng. Sau cùng, Romano nhấn mạnh thương vụ sẽ tiếp tục chứng kiến sự thay đổi vào những ngày cuối của mùa hè. Chia sẻ của Romano là một tin tốt cho Man City vì sẽ không dễ dàng cho câu lạc bộ tìm được người thay thế nhạc trưởng người Bỉ. Juventus và Inter đối đầu vì Cancelo. Mùa giải trước, Joao Cancelo có giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn khá thành công trong màu áo của Barcelona. Hậu vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng chiếm được vị trí trong đường xuất phát và sự đa năng của anh cũng giúp huấn luyện viên Xavi Hernandez linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh chiến thuật. Theo thông tin từ trang Mundo Deportivo được ESPN dẫn lại, Barcelona muốn hỏi mượn Joao Cancelo thêm một mùa giải nữa. Thực tế thì tình hình tài chính khó khăn khiến Blaugrana không có nhiều lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng. Và việc có thể tái ký hợp đồng với hậu vệ người Bồ Đào Nha là ưu tiên của đại diện xứ Catalan. Tuy nhiên, Man City có lập trường khá cứng rắn trong thương vụ này. Cụ thể, The Citizen chỉ muốn bán đứt Cancelo với mức giá 30 triệu euro thay vì tiếp tục cho mượn cầu thủ người Bồ Đào Nha. Và mới đây theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Cancelo có thể trở lại Serie A thi đấu, nơi anh từng chơi cho Juventus và Inter. Cancelo lần đầu tiên tới Ý vào năm 2017 khi Inter mượn anh về từ Valencia. Sau mùa giải ấn tượng, Cancelo tới Juventus với giá 40 triệu euro trước khi gia nhập Man City khi The Citizen trao đổi anh với Danilo. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.